em cũng có biết đến trái cà pháo. Cái món cà pháo là tôi ăn thường xuyên. Tôi đã từng ăn cà pháo rồi. Các bữa ăn thì cũng phải kèm thêm một chén cà pháo nhỏ. Thỉnh thoảng thì gia đình tôi cũng ăn cà pháo. Nhỏ giờ mình cũng đã ăn mắm ra là một cái thói quen mắm cà pháo rồi. Thì nó cũng là một cái sở thích cho những người như là con miền Trung như mình. Khi đi anh nhớ có nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. Cà pháo thì ở miền Bắc mùa hè thì rất là phổ biến. Từ xưa giờ nhà không có ăn cà pháo. Trước thì em chưa có ăn bao nhiêu, hầu như là không có ăn luôn. Thì xuống Sài Gòn thì thấy các bạn bè ăn thì mình cũng ăn thử, thì thấy nó rất là ngon. Tôi hay mua cà pháo ở ngoài chợ và ăn kèm với thịt luộc, mắm tôm và một ít rau thơm. Mắm với cắm với thịt heo luộc. Cà pháo là ăn chung với có thịt luộc, canh rau đay. Chủ yếu là món chua chấm với món truyền thống là cà pháo mắm tôm. Gia đình muốn là muốn sỏi. Ở gia đình em thì hay ăn với lại thịt luộc và chấm với mắm, em thấy rất là ngon. Với mình thì cà mẹ mình muối vẫn là ngon nhất. Đa số là mua rồi, tại vì ở nhà nhiều người đi làm á, nên là cũng không có thời gian để muối. Em sẽ rất là ủng hộ, tại vì nó sẽ rất là tiện và nhanh nữa. Mình có thể mua về khi nào cần thì mình có thể lấy ra ăn mà không có tốn quá nhiều thời gian chế biến. Và chất lượng và vẫn ngon, giòn. Có cái sự tiện ích và một cái sản phẩm chất lượng, an toàn thì sẽ rất là nhiều người sử dụng. Những sản phẩm cà pháo đóng gói tôi thấy cũng rất là tiện lợi. Khi đi siêu thị mà có gặp thì tôi cũng sẽ ủng hộ. Hiện tại là tôi chưa tiếp cận được cái dạng như cà pháo làm sẵn, đóng hũ, bán sẵn ở trên siêu thị. Là nhà tôi là chỉ mua dạng như cà pháo thường và về tự chế biến, sơ chế và ăn thôi. Tôi cũng muốn tìm hiểu, tôi ăn món này thử cho biết cái món này như thế nào. Bây giờ thì người ta chuẩn hóa lại quy trình, nó đảm bảo vệ sinh hoàn thực phẩm hơn và chuẩn hóa lại là đảm bảo lượng vi sinh trong đó nó phù hợp hơn. Nếu đứng trên góc độ nếu mà làm tại nhà thì bây giờ người ta làm công nghiệp thì đã đỡ tốn thời gian hơn và sản phẩm cũng trở nên phong phú hơn. Trong cái thành phần đó, trong cái bịch đó thì người ta cũng có nêu rõ rồi, chứ đâu cần phải là người ta nói này kia đâu, mình chỉ cần nhìn, mình chỉ, quan trọng là chính mắt mình thấy và mình xem được cái thành phần đó tốt, ok, mình sử dụng thì nó là ok. Mình nghĩ là không có đâu, tại vì mình thấy vợ mình ở nhà thấy làm cà pháo cũng rất là đơn giản mà, là mấy món gia vị ở nhà có sẵn không à. Mình sẽ lựa chọn hơn cái sản phẩm mà nó chất lượng và nó làm đi những cái chất mà không tốt trong cái cà pháo đi, thì mình sẽ lựa chọn và mình ăn cũng có thể là cái món mà khoái khẩu. Ăn cà pháo lâu lâu mình mới ăn một lần, ví dụ một tuần một lần hoặc là hai lần gì đó thôi. Nếu mà không ăn nhiều thì em cũng nghĩ không có nóng nên em vẫn sử dụng cái món ăn này ạ. Nếu mình không ăn quá nhiều thì cũng không đến nổi, tại vì bản thân cà pháo nó cũng là cái vấn đề như là nó là lên men, khi mà lên men thì nó sẽ tốt cho hệ vi sinh vật đường ruột. Cà muối thôi, nó quan trọng nhất là cái vi sinh vật ở trong cái cà đấy nó tốt, rất là tốt tiêu hóa, giống như Hàn Quốc thì họ có kim chi, mình có dưa muối, cà muối. Về dinh dưỡng thì em chưa có tìm hiểu. Gia đình tôi là ăn chỉ gọi là đã miệng ngon, làm tăng hương vị của món ăn thôi, chứ không suy nghĩ gì thêm. Lâu lâu ăn một ít thì cũng sẽ rất là ngon và chắc chẳng sao đâu. Về góc độ về sức khỏe thì rõ ràng rằng là cái sản phẩm lên men, nếu như là mình nghĩ theo một cái xu thế là không kiểm soát thì nó là vấn đề. Nhưng nếu mình nghĩ theo xu thế sẽ là mình kiểm soát được quá trình thì lúc này nó lại đặt ngược lại, nó là tốt cho sức khỏe. Bởi vì nó tồn trữ một lượng probiotic ở trong đó và nó hỗ trợ cho cái đường tiêu hóa của mình tốt hơn. Cái vấn đề mình cần kiểm soát đây là gì? Đó là lượng muối và độ pH, lượng acid ở trong đó. Vi sinh nếu mình kiểm soát tốt thì nó còn tốt cho sức khỏe, nó giúp cho tiêu hóa tốt hơn, nó ngăn ngừa cái bệnh đường ruột và đồng thời nó hỗ trợ trong cái quá trình ung thư đường ruột.